chiếc phần này thì chúng ta giữ nguyên, không thay đổi. Gấu cũng giữ nguyên nhé. Các bạn sang gấu thì cho chắc chắn. Tí nữa các bạn có thể bỏ ra rồi các bạn cắt. Từ cái phần cửa quần thân trước này lấy ra là đối vải co giãn thì tôi lấy ra là 5 phân. Mình nối 5 phân. Từ cái phần ống quần thì mình lấy ra 4 phân. Giảm phần mông giảm đi 5 ly. Đây, các bạn có thể bỏ ra rồi này. Cái phần dọc sườn bên sau các bạn sẽ trừ đi là như 1,5 phân mình để đường may, 1,5 phân mình trừ, 1,5 phân mình để tính bình thường nhé. Bây giờ phần chân cạp này, à, vòng bụng của mình là 76 mà chia cho 4 bằng 19. 19 thì thân trước cộng 1, bây giờ thân sau chúng ta phải trừ đi 1 là còn gì? 18. 18 các bạn sẽ cộng 3 chiếc là 21. Lấy sang 21 thì đây mới là điểm để dựng mông. Bởi vì cái mông này thì tại sao chúng ta phải lấy ra? Để cho cái phần chủ yếu là cái phần đũng thân sau này này nó phải nghiêng. Bởi vì vòng mông của mình nó rất là cong, mông rất cong và nảy, nên các bạn riêng đối với tôi đã lưu ý là cửa quần thì chúng ta không nên để nghiêng. Nhưng đối với mông, có nghĩa là cái phần giữa thân sau, cái phần mông mình nó rất là nổi, phần mông này nổi lên do lên cái đường dựng đũng này, gọi là đường dựng đũng thân sau này, các bạn phải để nghiêng thì nó mới chứa cái vòng mông lên, quần dáng quần nó mới đẹp. Nên là cái điểm vòng đũng chúng ta đánh ngang và đánh cong lên này. Cái điểm tiếp xúc này này nó ở đâu? Ở cái phần giống như phần mình, cái vị trí phần ngang mông lớn nhất ấy, nó từ 7 cho đến 9 xăng thì chúng ta phải tiếp xúc dần. Không được, các bạn riêng cái chỗ này nó phải bỏ ngang như thế này thì nó mới chứa phần mông. Chứ các bạn mà chéo lên như thế này thì cái phần mông của các bạn mặc nó rất là tức. Chỗ này phải bỏ ngang. Chiếc của chúng ta 3 21, 10,5 lấy sang hai bên, mỗi bên là 1,5. Chia đôi cái phần chân cạp nhé. Đấy, thân sau chúng ta thiết kế rất là đơn giản, chỉ có như thế thôi. Có nghĩa là sang giấu phần sườn thân trước. Bây giờ chúng ta thiết kế sang phần cạp nhé. Cạp quần của mình là 4 xăng. Thân trước và thân sau khác nhau. Thân trước chúng ta cộng 1, có nghĩa là thân trước là 19 cộng 1 là 20. 20 lấy ra 20. Cong cạp 2 xăng. Lấy lên 2 xăng. Đánh ở chỗ 1/2 này. Mình sẽ đánh cong. Từ cái vị trí này mình đặt thước vuông góc nhé, lên 4 xăng. Này các bạn này, có cái đường thẳng đây, các bạn đánh vuông góc lên 4 xăng. Lấy lên 4 xăng. Đấy là cái cạp thì thiết kế rất là đơn giản, đây là thân trước đúng không? Nhưng các bạn lưu ý là đây là các bạn phải cộng thêm cái đường may ra ngoài nhé. Khi cắt là phải có thêm đường may 1,5 phân 2 phân là tùy mình. Đây là thân trước. Thân sau sẽ bằng thân trước trừ đi 2.
Đây là cặp thân trước và cặp thân sau. Túi thì mình sẽ dựa trên cái phần thiết kế túi ở trên thân trước nhé, theo thân trước. Bạn đặt và các bạn cắt đứt theo cái đường dọc quần thân trước đã. Đây là phần miệng túi mình lấy xuống, độ sâu độ nông nó cũng tùy mình thôi, nhưng thường thường là mình lấy xuống tầm khoảng này. Từ đây xuống lấy xuống khoảng là 6 cm. Nói trong này đến đến cái tầm ngang cái phần ly thiết kế ly ly phần trước ấy. Cái độ rộng túi đấy nó nằm khoảng trong khoảng từ đến khoảng 16 cm, 16 cm tính cả đường may đấy bạn. Nhưng mà quần nữ thì thường thường mình để tầm khoảng 10, từ 14 đến 16. Thường thường tôi để 14 thôi. Từ cái phần dọc này đi vào bạn lấy khoảng tầm khoảng 14 thì mình kéo thẳng xuống. Này lấy dấu sang cái này nhé, lấy dấu phần hạ cạnh túi này. Bạn đánh cong xuống này. Độ sâu nông là tùy mình. Đây là cái đáp thân trước. Đây. Đây là phần thân túi dưới này. Bây giờ mình mới cắt cái phần miệng túi thân trên. Túi trên đây là cái phần đáp túi. Thường thường mình dùng cái thân túi làm cái đáp túi trên luôn. Còn nếu các bạn muốn mặc như vậy thì nó sẽ cái phần miệng túi nó sẽ mềm hơn, nó không phải cứng. Còn nếu các bạn muốn thì vẫn phải cắt thêm một cái miếng đáp nữa, khoảng 4 cm. Các bạn làm miếng đáp tại cái phần miệng trên này. Túi thì hai bên nên là mỗi bên sẽ là hai cái miếng gì, thân túi bên trên, cái phần đáp túi bên dưới sẽ là thân túi luôn. Mình làm mình tiết giảm thì nó cái phần túi nó càng êm ái mà nó không cộm. Có nghĩa là cái bên dưới, thân túi bên dưới nó sẽ là cái vải chính, còn cái thân túi bên trên nó là cái vải gì, vải túi. Như thế thì khi mình mặc cái phần túi nó sẽ không cộm, nó sẽ êm ái. Thế là thiết kế xong phần túi này. Túi xong bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần cạp. Khi thiết kế cạp xong rồi bây giờ mình sẽ cắt cạp. Thì nó rất là đơn giản thôi. Cắt cạp thì các bạn cứ cắt đều đường may trên dưới là 1 cm. Cạp thì lớp ngoài mình dùng, lớp ngoài là dùng mếch vải. Còn bên trong thì nếu mà vải dày các bạn không dùng mếch. Còn vải mà mỏng thì các bạn nên cho một lớp mếch giấy nữa. Mếch nó mềm thì các bạn nên bè cho nó chắc chắn, cái cắt nó chính xác. Hai bên này chúng ta đã có đường may, chúng ta cắt sát nhé. Là cách sát hoặc là cách đều ra từ 2-3 ly. Trên này mình cắt đường may để dư ra 1 phân.
bên dưới cũng thế, tương tự. Mỗi một cái cạp này, cạp thân trước cũng các bạn cũng phải cắt hai lớp, và cạp thân sau cũng hai lớp, nên là mình gập đôi vải vào để mình cắt luôn cả hai lớp luôn.